Caritas, thương hiệu đồng hồ thời trang cao cấp đến từ Hàn Quốc, mang đến cho tất cả quý vị khách hàng một cơ hội sở hữu ngay một bộ đôi những chiếc đồng hồ mạ vàng cao cấp, có thêm một viên kim cương thật ở số 12, cho quý vị chúng ta tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh mà mình xuất hiện. Và một lần nữa đang quay trở lại cùng với VTV Hyundai Home Shopping với mức giá rất ưu đãi cho mỗi chiếc đồng hồ hoặc là cả một bộ đôi đồng hồ đôi Caritas dành đến cho những người thân của chúng ta như là một món quà tặng tuyệt vời, món quà tặng đầy giá trị, hàm ý cả về giá trị thời gian và cả giá trị sử dụng dành đến cho chính bản thân mình và cả những người mà chúng ta yêu thương quý vị nha. Thương hiệu đồng hồ thời trang cao cấp đến từ Hàn Quốc Caritas kết hợp cùng với VTV Hyundai Home Shopping đồng hành cùng với tất cả quý vị khách hàng trong chương trình mua sắm ngày hôm nay với thời gian mua sắm chỉ là 45 phút mà thôi, cũng đang bắt đầu trôi dần qua ở những phút giây đầu tiên rồi quý vị ạ. Hãy nhanh chóng nắm bắt ngay cơ hội hấp dẫn này để có ngay một món quà giá trị dành đến cho chính bản thân của mình và cả những người mà chúng ta yêu thương trong cuộc sống hàng ngày của mình quý vị nha. Tổng đài quen thuộc của chúng tôi với những tổng đài viên tư vấn đã sẵn sàng để có thể giải đáp ngay mọi thắc mắc, ghi nhận đơn đặt hàng và giao trọn bộ sản phẩm này về tận tay theo yêu cầu của tất cả quý vị. Minh Trí và Tú Trinh chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hà Nam Shopping. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đang quan sát đó chính là những chiếc đồng hồ mạ vàng cao cấp đính kim kiên thật ở chỉ số 12 đến từ thương hiệu Hàn Quốc đó là Caritas. Ngày hôm nay một lần nữa quay trở lại trên kênh truyền hình VTV Hà Nam Shopping sẽ là một cơ hội để gia đình của mình có thể mang về nhà những dòng sản phẩm về món quà tặng ý nghĩa, về giá trị của thời gian cũng như là thể hiện sự đẳng cấp của vị chủ nhân sở hữu được chiếc đồng hồ này quý vị và các bạn nha. Đúng rồi thưa quý vị, và khi một lần nữa chúng ta đang nhìn thấy ở đây, quý vị thấy rằng là mỗi chiếc đồng hồ mạ vàng cao cấp có thêm một viên kim cương thật ở giữa ngay số 12 của thương hiệu Caritas, thiết kế rất là đẹp mắt đúng không ạ? Và không chỉ dừng lại là một chiếc đồng hồ giúp chúng ta là theo dõi thời gian mà còn như là một món trang sức để làm tôn lên giá trị của người sử dụng và mang đến sự tự tin cho chúng ta trong nhiều hoàn cảnh quý vị nha. Một món quà tặng ý nghĩa đối với nhiều dịp đặc biệt trong cuộc sống của mình dành đến cho người thân của chúng ta, cho ông bà, cho cha mẹ và cho cả chính những cặp vợ chồng mới cưới và cả những đôi lứa đang yêu nhau nữa quý vị nha. Nếu như quý vị sở hữu một chiếc đồng hồ của thương hiệu Caritas dành cho nam hoặc là dành cho phái đẹp thì mức giá chỉ là 1.390.000 đồng mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta nắm bắt ngay cơ hội chỉ có trong thời gian mua sắm này, quý vị sở hữu cả một bộ đôi sản phẩm bao gồm một chiếc đồng hồ dành cho phái mạnh, một chiếc đồng hồ dành cho phái đẹp để cả hai người đều cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống của mình thì mức giá chỉ là 2.590.000 đồng. Và Minh Trí à, Trinh nghĩ rằng là trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, khi chúng ta có được ngay chiếc đồng hồ mình yêu thích thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều đó. Quý vị và các bạn nên nắm bắt cơ hội này và gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc là chúng ta có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nhà trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, với thiết kế rất tinh tế và đẹp mắt, ngay bây giờ quý vị đang cùng nhìn thấy ở đây là những chiếc đồng hồ Caritas dành đến cho phái đẹp, vừa như là một món trang sức cao cấp với phần dây và cả phần mặt được mạ vàng cao cấp nha quý vị, luôn sáng lấp lánh ở mọi góc nhìn. Và bên cạnh đó, khi mà chúng ta mang vào ở ngay cổ tay của mình thì làm tôn lên vẻ đẹp của đôi bàn tay dành đến cho các chị em phụ nữ. Bên cạnh đó thì còn dễ dàng kết hợp được với nhiều trang phục khác nhau. Và Minh Trí thấy đó, những đàn ông của chúng ta là những phái mạnh cũng có thể dễ dàng sử dụng ngay. Không những là chị em phụ nữ mà nam giới cũng có thể trang bị cho mình những chiếc đồng hồ mạ vàng kim cương cao cấp như kim cương thật ở chỉ số 12 cũng như là thương hiệu Caritas đến từ Hàn Quốc đã trở nên rất quen thuộc trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping quý vị và các bạn nha. Nam giới sẽ cảm nhận được sự tự tin hơn khi chúng ta có thể giao tiếp hàng ngày với đối tác khách hàng, khi chúng ta gặp gỡ hàng ngày trong công việc, và cũng như chiếc đồng hồ sẽ thể hiện được đẳng cấp mà vị chủ nhân đang mang trong mình, đó là chiếc đồng hồ của thương hiệu Caritas trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Nếu như quý vị và các bạn sở hữu một chiếc đồng hồ cho nam hoặc là cho nữ thì mức giá là 1.390.000 đồng. Còn nếu như mình đang muốn mua cả một bộ đôi đồng hồ cho cả nam và nữ giới bên trong gia đình của mình thì mức giá chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi. Mức giá cực kỳ ưu đãi, chúng tôi áp dụng trong thời gian 45 phút phát sóng hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Nam Shopping. Hãy nhanh chóng nắm bắt và một lần nữa gọi vào số tổng đài ngay bây giờ quý vị nha. Và thưa quý vị, tổng đài của chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Quý vị chỉ cần gọi về ngay mình muốn mua một chiếc đồng hồ hay là cả một cặp đồng hồ như vậy và gửi tặng đến ai, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội chỉ có trong thời gian phát sóng mà quý vị đang theo dõi mà thôi.
Sản phẩm đồng hồ mạ vàng đính kim cương cao cấp của thương hiệu Caritas, đường kính 3,4cm và độ dày là 0,9cm, 10 viên kim cương nhân tạo ở số giờ và 1 viên kim cương tự nhiên tại mốc 12 giờ. Mạ vàng cao cấp, mặt kính semi sapphire trong vắt chống xước, bảo hành 1 đổi 1 chính hãng trong vòng 1 năm. Và với đồng hồ mạ vàng đính kim cương thật ở số 12 đến từ thương hiệu Caritas, quý vị sẽ rất an tâm khi sử dụng bởi vì từng chiếc đồng hồ của chúng ta có độ chính xác cao và cấu trúc chống nước là 3 atmosphere, tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày, dày đều với thiết kế tinh tế nhã nhặn với 2 đai lớn và 3 đai nhỏ quý vị nha. Những chiếc đồng hồ đính kim cương Caritas tôn lên vẻ thành công của nam giới và sự quý phái tinh tế của nữ giới nữa. Thể hiện đẳng cấp thời trang với đồng hồ mạ vàng đính kim cương cao cấp của thương hiệu Caritas, mức giá cho một chiếc đồng hồ 1.390.000 đồng hoặc là một cặp bộ đôi đồng hồ nam nữ mức giá chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cùng dành một chút thời gian của mình để cùng nhìn ngắm lại vẻ đẹp rất tinh tế và sang trọng của mỗi chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Caritas quý vị nha. Caritas là một thương hiệu đồng hồ thời trang nổi tiếng đến từ Hàn Quốc với những dòng sản phẩm sang trọng dành đến cho cả phái đẹp cũng như là cả phái mạnh. Và ngày hôm nay trong chương trình mua sắm hấp dẫn này, với thời gian đang dần trôi qua, quý vị sẽ có ngay một cơ hội sở hữu cả một bộ đôi sản phẩm là 2 chiếc đồng hồ Caritas, một chiếc dành cho phái đẹp, một chiếc dành cho phái mạnh với thiết kế rất đẹp mắt. Không chỉ là đồng hồ thông thường nữa mà những chiếc đồng hồ của thương hiệu Caritas với việc mạ vàng 18K cao cấp bên ngoài có thêm một viên kim cương thật ở giữa ngay số 12 giúp cho người sử dụng cảm thấy sang trọng hơn, tự tin hơn và chúng ta xuất hiện ở trong nhiều hoàn cảnh rất là tự tin khi giao tiếp với tất cả mọi người quý vị nha. Và mức giá ưu đãi dành cho cả một cặp đồng hồ chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi, để quý vị có thể dễ dàng làm món quà tặng dành đến cho tất cả những người chúng ta yêu thương. Minh Trí và Tú Trinh cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Việt Nam Shopping. Có thể nói những món quà tặng đôi thể hiện tình yêu đôi lứa cho các bạn trẻ hay là những đôi vợ chồng mới cưới chẳng hạn, thì chúng ta thường nghĩ đến những món quà và đồng bộ về kiểu dáng, đồng bộ về chất lượng và đặc biệt là đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, đó là Caritas. Quý vị đang quan sát đó là những chiếc đồng hồ mạ vàng cao cấp quý vị nha, kiểu dáng rất là tinh tế, sang trọng và đẳng cấp. Cho dù là nam giới hay nữ giới mà khi chúng ta sở hữu được những chiếc đồng hồ này thì mình cảm nhận được là sự tự tin, cũng như là mỗi lần mà chúng ta nhìn vào những chiếc đồng hồ mà do những người yêu thương tặng cho mình thì cảm nhận được là trân quý về thời gian cũng như là cảm nhận được sự hạnh phúc quý vị nha. Đúng rồi, và ngay lúc này đây thì cả bản thân của Tú Trinh và Minh Trí đang cùng với nhau sử dụng đó chính là một cặp đồng hồ của thương hiệu Caritas quý vị nha. Với một chiếc đồng hồ với thiết kế tinh tế và nhã nhặn dành đến cho phái đẹp như Tú Trinh nào hay tất cả các chị em phụ nữ nhà mình nữa, và một chiếc đồng hồ còn lại với thiết kế mạnh mẽ nam tính hơn nhưng vẫn đảm bảo được sự sang trọng dành đến cho tất cả quý ông đang theo dõi chương trình. Và như quý vị cũng thấy rằng là khi mà chúng ta mang trên cổ tay của mình là những chiếc đồng hồ cao cấp mạ vàng đến từ thương hiệu Caritas, thì quý vị thấy là không chỉ dừng lại là một chiếc đồng hồ thông thường nữa mà bây giờ như là món trang sức vậy đó Minh Trí ơi. Rất là đẹp mắt nha. Khi chúng ta xoay chuyển phần cổ tay của mình khi chúng ta gặp gỡ bắt tay với những người đối diện, mình vẫn cảm thấy rất là tự tin luôn. Với thiết kế cực kỳ tinh tế và nhã nhặn, phần dây đồng hồ của chúng ta có mạ vàng cao cấp ở bên ngoài cho nên luôn sáng bóng ở mọi góc nhìn và còn bền bỉ theo thời gian sử dụng quý vị nha. Và ngay cả phần mặt đồng hồ nữa, với bề mặt là bằng kính semi sapphire chống trầy xước cao cấp luôn và có độ chính xác cao, vừng từng kim giờ, từng kim phút hoạt động rất là chính xác quý vị nha. Cho nên khi mà chúng ta đeo mỗi ngày nè, vừa là một chiếc đồng hồ theo dõi thời gian mà còn là một món trang sức giúp tôn lên giá trị của người sử dụng nữa. Và Trí có biết không, ngay từ lần đầu tiên đã tiếp xúc với đồng hồ Caritas, Trinh đã mua bộ sản phẩm này dành tặng đến cho kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mình. Và thật sự khi mà mẹ mình đeo trên tay chiếc đồng hồ của nữ như vậy thì cảm thấy là bàn tay trở nên đẹp hơn, đồng thời là cảm thấy tự tin hơn khi mà chúng ta giao lưu với tất cả mọi người luôn đó. Không những là nữ giới cần những món trang sức có giá trị và nam giới thì cũng rất là cần những cái món trang sức, ví dụ như là đồng hồ quý vị và các bạn nha. Và khác với chị em phụ nữ là chúng ta thường chọn rất là nhiều mẫu trang sức khác nhau, thì mà nam giới khi mà chúng ta chọn lựa những chiếc đồng hồ thì chúng ta nên chọn những chiếc đồng hồ chất lượng cao cấp. Đúng và rồi. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đó chính là đồng hồ mạ vàng và đính kim cương thật ở chỉ số 12 giờ đến từ thương hiệu Caritas quý vị và các bạn nha. Và thậm chí là trong chương trình ngày hôm nay thì Minh Trí cũng đang trang bị trong tay của mình đó chính là một chiếc đồng hồ Caritas dành riêng cho nam giới, dành riêng cho đấng mày râu bên trong chính gia đình của mình để thể hiện sự tự tin đẳng cấp của phái mạnh hơn quý vị và các bạn nha. Và nếu như mà chúng ta đang thể hiện ngay với chiếc đồng hồ như thế này và mình kết hợp chung với lại nhiều bộ trang phục khác nhau thì quý vị và các bạn có thể quan sát được là mình có thể đến cơ quan làm việc, công sở hay là mình đến những cái buổi tiệc chẳng hạn thì mình cũng có thể là kết hợp chung với đồng hồ Caritas như
thế này quý vị và các bạn nha. Và nếu như mình đeo vào trong cổ tay thì cảm nhận được là ôm sát cái phần cổ tay, cho dù là cổ tay hơi gầy chút xíu hoặc là cổ tay hơi tròn chút xíu thì mọi cái cổ tay khác nhau của nam giới vẫn có thể là ôm sát được như thế này quý vị và các bạn nha. Và nếu mở ra thì sao, quý vị có thể quan sát được là với mặt kính bằng đá sami sapphire chống trầy xước cao cấp, để giúp cho quý vị và các bạn có thể quan sát được là Minh Trí sẽ thực hiện thí nghiệm ngay sau đây Tiểu Trình nha. Đúng rồi thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử đó chính là độ chống trầy xước rất là tốt của bề mặt bằng kính semi sapphire. Và lúc ở đây thì Trinh nghĩ rằng là Trí hãy có một vật nhọn nè, hoặc là một vật có độ ma sát cao, và chúng ta cà sát trực tiếp vào bề mặt của đồng hồ đi nha. Quý vị và các bạn quan sát là nếu như mà Minh Trí sử dụng ngay một chiếc chìa khóa như thế này, cố tình cà mạnh vào đúng mặt rồi, đồng hồ Caritas quý vị và các bạn nha. Nhưng mà quý vị quan sát được là cho dù là mình tác động một cái lực rất là lớn, tuy nhiên với mặt kính bằng đá sami sapphire thì chúng ta cảm nhận được cái sự sáng bóng của nó. Và ở bên trong những cái chỉ số kim giờ như thế này, quý vị và các bạn có thể quan sát được là chúng ta sẽ có rất là nhiều viên kim cương, và ở trong đó thì sẽ có ngay là 10 viên kim cương nhân tạo và có thêm một viên kim cương tự nhiên ngay chỉ số 12 giờ. Vừa theo dõi thời gian và vừa theo dõi ngày tháng nữa, rất là tiện lợi cho cả nam và nữ luôn Tú Trinh ha. Đúng rồi thưa quý vị, và quý vị hãy cùng nhẩm tính về mặt chi phí quý vị nha. Một chiếc đồng hồ mà mạ vàng cao cấp ở bên ngoài rồi, mà ở ngay giữa phần mặt đồng hồ có thêm một viên kim cương thật ở ngay số 12 nữa, thì quý vị hãy cùng cảm nghĩ xem là mức giá trung bình chúng ta phải đầu tư cho mỗi chiếc đồng hồ như vậy phải là bao nhiêu ạ? Cũng khá là cao, khiến cho mình cảm thấy là e dè hơn khi mà chúng ta lựa chọn những món quà như vậy dành cho chính bản thân của mình và cả những người mà chúng ta yêu thương quý vị nha. Nhưng đây là một sản phẩm mà chúng tôi rất là tự tin về chất lượng. Thứ nhất là về độ chính xác cao, thứ hai là có khả năng chống thấm nước rất là ấn tượng quý vị nha, và thứ ba đó chính là về thiết kế tinh tế và rất là cao cấp nữa. Một viên kim cương thật ở ngay chỉ số 12 ở giữa mặt đồng hồ, bên cạnh đó là còn có thêm mạ vàng cao cấp bên ngoài. Và quý vị hãy cùng nhìn xem nào, những chiếc đồng hồ của chúng ta khi mà chúng ta đưa vào ở trong một bể nước, hoặc là những khi mà chúng ta đi bơi đến Minh Trí à, hoặc là những khi mà chúng ta vô tình đi dưới trời mưa đi, những chiếc đồng hồ cao cấp thì nó sẽ không bị dừng lại khi mà nước đã chạm vào bên trong quý vị nha. Đây là những chiếc đồng hồ cao cấp của thương hiệu Caritas và đang nằm sâu ở trong một bể nước như vậy. Mà quý vị cùng nhìn xem, từng kim giờ, kim phút của chúng ta vẫn đang chạy rất đều và chính xác, vẫn đang hoạt động bình thường. Cho nên với đồng hồ này, quý vị thoải mái chúng ta đi bơi nè, chúng ta có thể là vô tình gặp phải trời mưa, chúng ta dùng nước mỗi ngày nhưng mà vẫn an toàn không sao quý vị nha. Như vậy là ở mọi điều kiện thời tiết khác nhau, cho dù là trời nắng, cho dù là trời mưa, hay là chúng ta có thể là đi bơi hay đi tắm biển chẳng hạn, chúng ta đeo đồng hồ Caritas thì quý vị và các bạn cũng thể an tâm hơn quý vị nha. Như Minh Trí và Tú Trinh đang nhấn mạnh, đây là những chiếc đồng hồ ngoài những viên kim cương nhân tạo, chúng ta sẽ có ngay một viên kim cương thật, một viên kim cương tự nhiên ở chỉ số 12 giờ. Nhưng mà làm sao mình có thể phân biệt được đâu là kim cương nhân tạo và đâu là kim cương thật, thì quý vị và các bạn có thể quan sát cùng với thí nghiệm ngay trong phim trường của VTV Đại học Shopping ngày hôm nay. Đó chính là ở trên tay Minh Trí quý vị đang quan sát, đó chính là hai mẫu mặt đồng hồ dành cho nam giới và nữ giới của thương hiệu Caritas, và ở trên đó chúng ta sẽ có rất là nhiều viên kim cương đính xung quanh chỉ số giờ quý vị và các bạn nha. Và hôm nay chúng tôi đang thử nghiệm với một chiếc máy thử viên kim cương thật như thế này. Đúng và rồi. Nếu như Minh Trí có thể là chạm vào những viên kim cương nhân tạo thì chiếc máy sẽ không hiển thị tiếng kêu. Nhưng nếu như mình để ngay kim cương chỉ số 12 đã là kim cương tự nhiên, kim cương thật thì quý vị sẽ bạn quan sát được quý vị nha. Và bây giờ thì quý vị đang cùng nhìn thấy, đó chính là Minh Trí đã để ngay chiếc máy đo kim cương này kiểm tra kim cương ở ngay chỉ số 12, một viên kim cương thật 100% thưa quý vị. Và cứ tương tự như vậy là với những chiếc mặt đồng hồ to hơn dành cho cả nam giới quý vị nha. Ngay ở chỉ số 12 chúng cảm nhận được rằng là một viên kim cương thật như vậy thì sẽ làm tăng giá trị của sản phẩm hơn rất nhiều. Như quý vị đang quan sát, nếu như Minh Trí để ngay vào viên kim cương chỉ số 12 của cả mặt đồng hồ nam và nữ thì chiếc máy này hiển thị tiếng kêu. Nhưng nếu như mình để ngay những viên kim cương nhân tạo thì sao, quý vị có thể quan sát là không hiển thị quý vị và các bạn nha. Và mức giá chúng tôi đang mang lại thì cực kỳ ưu đãi quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và ngay lúc này hãy cùng nhìn với Tú Trinh ở đây quý vị nha. Khi mà quý vị chúng ta nhận ngay bộ sản phẩm này ngay tại nhà của mình, một chiếc đồng hồ hay là cả một cặp đồng hồ đôi của thương hiệu Caritas thì đều sẽ có ngay những chiếc hộp nhôm rất là sang trọng như vậy. Và ở bên trong quý vị ơi, khi mà chúng ta mua về làm quà tặng cho những đôi vợ chồng mới cưới nè, cho kỷ niệm ngày cưới của ông bà cha mẹ, cho chính bản thân của mình, những dịp đặc biệt của chúng ta nè, lễ Tết sinh nhật hay là cả những ngày kỷ niệm tình yêu chẳng hạn, rất là nhiều những ngày khác nhau trong cả một năm mà chúng ta có thể mua về làm quà tặng cho chính bản thân của mình và cả những người thân yêu quý vị ơi, đồng nghiệp của chúng ta nè, thầy cô
nè, bạn bè, những người thân trong gia đình nữa. Nếu như quý vị mua một chiếc đồng hồ dành cho nam, một chiếc đồng hồ dành cho nữ thì mức giá bán lẻ là 1.390.000 đồng. Nhưng nếu như chúng ta sở hữu ngay cả một bộ sản phẩm như vậy thì mức giá là 2.590.000 đồng quý vị nha. Rất là đẹp mắt và đủ tự tin để chúng ta mang về ngay bây giờ làm quà tặng dành đến cho tất cả những người mà chúng ta yêu thương. Thời gian mua sắm của chương trình này cũng đang dần dần trôi qua rồi, 45 phút đồng hồ mà thôi quý vị nha. Hãy liên lạc về ngay với tổng đài quen thuộc của chúng tôi. Quý vị muốn đặt bao nhiêu bộ sản phẩm này, bao nhiêu chiếc đồng hồ hay là cả một cặp nữa, giao về tận nơi nào, hãy gọi về ngay để đừng bỏ qua cơ hội mua sắm với thời gian rất có hạn thôi. Như quý vị và các bạn đang quan sát, đồng hồ là một món trang sức không thể thiếu dành riêng cho nam giới và nữ giới. Cho dù là nam hay nữ, chúng ta đều cần phải có những chiếc đồng hồ chất lượng, giá trị cũng như là thể hiện sự đẳng cấp cho vị chủ nhân. Hôm nay trên kênh truyền hình VTV Hyundai Shopping, chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc, đó chính là thương hiệu Caritas. Và đây là những chiếc đồng hồ mạ vàng cao cấp được đính một viên kim cương thật, một viên kim cương tự nhiên ở chỉ số 12 giờ, vừa theo dõi thời gian, vừa theo dõi ngày tháng mà giúp chúng ta có thể tôn vinh được giá trị của bản thân dành riêng cho nam giới và nữ giới. Một món quà tặng đôi ý nghĩa về tình yêu và sự quan tâm yêu thương với mức giá cực kỳ ưu đãi, chúng tôi đang áp dụng chỉ trong 45 phút phát sóng, nhưng mà một nửa thời lượng đã gần trôi qua rồi quý vị và các bạn nha. Đúng rồi thưa quý vị, thời gian của chúng ta có thể thấy rằng cũng đang dần trôi qua. Chắc chắn là quý vị có thể là tìm được nhiều nơi khác nhau để mà chúng ta lựa chọn những món quà tặng dành đến cho chính bản thân của mình và cả những người mà chúng ta yêu thương nữa. Nhưng nếu như chúng ta dành tặng những chiếc đồng hồ thì không chỉ có ý nghĩa là chúng ta theo dõi thời gian mỗi ngày, mà những chiếc đồng hồ vừa thể hiện giá trị của thời gian mà còn thể hiện giá trị của tình cảm được lưu giữ theo năm tháng nữa. Đã có rất nhiều những cặp vợ chồng đã gọi điện thoại với VTV Hyundai Home Shopping là sở hữu ngay cả một bộ đôi sản phẩm, những chiếc đồng hồ của thương hiệu Caritas để làm quà tặng cho người vợ của mình, cho người chồng yêu thương của mình hoặc là quà tặng cho những người thân của mình quý vị nha. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay, thời gian có hạn trong chương trình này, sở hữu những chiếc đồng hồ mạ vàng đính kim cương của thương hiệu Caritas với đường kính là 3.4 cm, độ dày 0.9 cm, có 10 viên kim cương nhân tạo ở số giờ và một viên kim cương tự nhiên tại mốc 12 giờ, mạ vàng cao cấp nha quý vị, mặt kính semi sapphire trong vắt và chống xước nữa, bảo hành 1-1 chính hãng trong vòng 1 năm. Sản phẩm đồng hồ mạ vàng đính kim cương của thương hiệu Caritas, độ chính xác cao, cấu trúc chống nước là 3 aquifer, tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày, dây đeo với thiết kế tinh tế nhã nhặn với hai đai lớn và ba đai nhỏ, tôn lên vẻ thành công của nam giới và sự quý phái tinh tế cho nữ giới. Và bên cạnh đó thì mức giá rất là ưu đãi trong chương trình mua sắm ngày hôm nay. Một chiếc đồng hồ riêng quý vị có giá là 1.390.000 đồng. Nhưng nếu như sở hữu ngay cả một cặp đồng hồ thì mức giá chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi. Thể hiện đẳng cấp thời trang với đồng hồ mạ vàng đính kim cương Caritas. Quý vị và các bạn đang muốn tìm kiếm những món quà tặng đôi dành cho nam và nữ bên trong gia đình của mình. Mình có thể mua tặng cho bố mẹ, cho những người thân yêu và cho tình yêu đôi lứa. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một giải pháp, một sự chọn lựa hoàn hảo, nhanh chóng và tiện lợi. Chỉ cần ngồi ở nhà theo dõi chương trình này trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping là chúng ta đã có ngay cả một cặp, một bộ đôi đồng hồ cho nam và nữ của thương hiệu Caritas. Đây là đồng hồ mạ vàng cao cấp và đính kim cương thật ở chỉ số 12 giờ quý vị và các bạn nha. Cho dù là nam hay nữ, cho dù bất kỳ độ tuổi nào trong gia đình của mình thì chúng ta cũng có thể tự tin trang bị cho mình một chiếc đồng hồ như một món trang sức đi theo kèm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta có thể theo dõi về thời gian, về ngày tháng. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn vào đó như một giá trị để có thể là quý trọng thời gian từng giờ từng giây phút trôi qua và cũng như là trân quý những món quà tặng mà người yêu thương dành tặng cho mình quý vị nha. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể chúng ta cùng làm lại một bài toán quý vị nha. Những chiếc đồng hồ cao cấp mạ vàng ở bên ngoài, ở bên trong sẽ còn có ngay một viên kim cương thật 100% ở ngay chỉ số 12 nữa và bề mặt bằng kính semi sapphire chống trầy xước cao cấp, chúng tôi bảo hành 1-1 chính hãng trong vòng 1 năm. Thì quý vị thấy đó, mức giá mà chúng ta đầu tư cũng phải không hề nhỏ một chút nào. Nhưng bây giờ thì quý vị hãy thật sự yên tâm nha. Đây là chương trình mua sắm đặc biệt dành đến những khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping để quý vị có thể tự tin lựa chọn ngay những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Caritas như là một món quà làm đẹp cho chính bản thân của mình và một món quà thật sự ý nghĩa dành cho những người mà chúng ta yêu thương và quan tâm hàng ngày trong cuộc sống của mình quý vị nha. Thời gian đang dần trôi qua rồi, hãy nhanh chóng sở hữu ngay thưa quý vị với tổng đài quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping.
Đây là một chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hình Nam Shopping, và quý vị đang quan sát đây là những chiếc đồng hồ mạ vàng cao cấp đính kim cương thật ở chỉ số 12 giờ, thương hiệu nổi tiếng từ Hàn Quốc Caritas kết hợp chung với VTV Hyundai Home Shopping, mang đến cho gia đình của mình sự chọn lựa về những món quà ý nghĩa. Và khi sở hữu được những chiếc đồng hồ này, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được là sự sang trọng nè, đẳng cấp và tinh tế cho nam giới và nữ giới ở bất kỳ độ tuổi và đối tượng nào, ông bà, bố mẹ, hay là chúng ta có thể tri ân đến thầy cô, hay là chúng ta dành tặng cho những người yêu của mình chẳng hạn. Nam hay nữ đều có ngay cả một bộ đôi đồng hồ ý nghĩa. Và đặc biệt là trong thời gian phát sóng còn lại, chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn những mức giá cực kỳ ưu đãi, 1.390.000 đồng nếu như mua một chiếc đồng hồ cho nam hoặc cho nữ. Còn nếu như mình mua một cặp thì sao, Thúy Trinh ha? Thì mức giá chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi, Minh Trí à. Và chúng ta có ngay cả một cặp đồng hồ Caritas dành đến cho những người thân của mình và cho những người mà chúng ta luôn luôn yêu thương và quan tâm trong cuộc sống, quý vị nha. Tổng đài của chúng tôi đã sẵn sàng rồi, quý vị còn chần chờ gì nữa ạ? Hãy nhanh chóng sở hữu ngay trong chương trình ngày hôm nay, bởi vì thời gian mua sắm của chúng ta cũng đang dần trôi qua rồi. Còn ngay bây giờ, quý vị ạ, hãy cùng một lần nữa nào, trong khoảng thời gian còn lại, hãy quan sát thật là kỹ hơn về mỗi chiếc đồng hồ cao cấp mạ vàng đến từ thương hiệu của Hàn Quốc Caritas, quý vị nha. Một chiếc đồng hồ dành cho phái đẹp, một chiếc đồng hồ dành cho cả phái mạnh nữa, những món quà dành cho chính bản thân của mình. Ở đây quý vị hãy cùng quan sát rằng là chiếc đồng hồ của chúng ta không phải chỉ là một chiếc đồng hồ để xem thời gian nữa, mà thiết kế tinh tế từ phần bề mặt của đồng hồ nè, đến cả phần dây được mạ vàng cao cấp ở bên ngoài, như là những món trang sức rất là tinh tế quý vị ạ. Vừa có đai lớn, vừa có đai nhỏ, thiết kế xen kẽ cùng với nhau, giúp cho mình có thể là tự tin trong nhiều hoàn cảnh khi mà chúng ta xuất hiện quý vị nha. Và khi mà quý vị cùng mang vào cổ tay của mình, hãy cùng nhìn với Tú Trinh nào, nó rất là đẹp mắt luôn, và bên cạnh đó là như là những món trang sức cao cấp mà chúng ta có thể dễ dàng sử dụng ngay mỗi ngày để có thể là tự tin trong cuộc sống của mình, cũng như làm quà tặng cho những người mà chúng ta yêu thương quý vị nha. Đó, mình chỉ cần chúng ta mang vào như thế này mà thôi. Và bây giờ thì ở mọi góc nhìn khác nhau, luôn luôn sáng bóng nè, bề mặt bằng kính semi sapphire chống trầy xước cao cấp, và chúng tôi tự tin rằng bảo hành một đổi một chính hãng trong vòng 1 năm để quý vị chúng ta an tâm sử dụng, dành đến cho cả nam và dành đến cho cả nữ nha quý vị. Quý vị và các bạn sẽ có một cơ hội để chúng ta có thể dành tặng sự quan tâm yêu thương đến những thành viên ở bên trong chính gia đình của mình. Và trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì Minh Trí và Thu Trinh cũng đang mang cho mình, đó chính là đồng hồ Caritas dành cho nam giới và nữ giới, thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp hơn quý vị và các bạn nha. Một món trang sức vừa giá trị nè, vừa thời trang mà đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, đó là thương hiệu Caritas nữa, thì tại sao chúng ta lại phải chần chừ? Chỉ cần ngồi ở nhà và theo dõi trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping mà thôi, và gọi ngay vào số tổng đài đang hiển thị trên TV gia đình của mình, là quý vị và các bạn sẽ được các bạn tổng đại viên tư vấn kỹ hơn. Mình đang muốn mua và muốn giao hàng về bất kỳ địa chỉ nào, 63 tỉnh thành khác nhau. Mình đang muốn mua dành cho nam giới hay là nữ giới bên trong gia đình của mình, cho bạn bè, thầy cô, hoặc là chúng ta muốn tri ân những người khai sáng, thì quý vị và các bạn cũng có thể là một cơ hội để mình dành tặng sự quan tâm yêu thương quý vị và các bạn nha. 1.390.000 đồng là chúng ta đã có ngay một món quà vừa ý nghĩa vừa đẳng cấp đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, được mã vàng, được đính kim cương thật ở chỉ số 12 giờ, thì tại sao mà quý vị và các bạn lại chần chừ ha? Đúng rồi thưa quý vị, nếu như mà chúng ta chần chừ đó Minh Trí à, thì mình sẽ không có ngay một cơ hội mua sắm hấp dẫn như vậy, mà có được cả một bộ đôi sản phẩm hoặc là một món quà dành cho những người mà chúng ta yêu thương. Quý vị có thể thấy rằng là trong một năm kéo dài như vậy thì mình sẽ thường có những ngày đặc biệt nè, ví dụ như là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, ngày kỷ niệm ngày cưới của chính bản thân của mỗi người, hoặc là những kỷ niệm ngày cưới của những người mà chúng ta yêu thương như là ông bà cha mẹ của mình, hoặc là mình có những đôi bạn thân chẳng hạn như Minh Trí à, khi mà chúng ta mua quà cưới thì cũng có thể xem như đây là một bộ sản phẩm rất là phù hợp luôn đó Trí ha. Chưa kể là mình sẽ có thêm là ngày sinh nhật nữa Tú Trinh ha. Mình cũng có thể là tự mua cho bản thân mình đúng mỗi rồi, một năm mà rồi. Đến ngày sinh nhật thì mình thường phải tự tay mua một món quà gì đó để có thể là kỷ niệm ngày sinh nhật của mình cho chính bản thân mình, thì mình cũng có thể nghĩ ngay được những chiếc đồng hồ và đến từ thương hiệu Caritas mà chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn, được nằm trong một chiếc hộp rất là sang trọng để mình có thể trở thành một món quà tặng ý nghĩa. Và bên trong mặt đồng hồ như thế này chúng ta sẽ có rất là nhiều viên kim cương. Minh Trí nhấn mạnh là chúng ta sẽ có ngay 11 viên kim cương, trong đó 10 viên kim cương nhân tạo và 1 viên kim cương tự nhiên quý vị nha. Và để phân biệt được thế nào là kim cương tự nhiên thì hãy đến với Tú Trinh. Thưa quý vị, và bây giờ quý vị đang cùng nhìn thấy ở đây, đó chính là hai mặt đồng hồ nguyên bản mạ vàng cao cấp của thương hiệu Caritas, một đồng hồ dành cho nam, một đồng hồ dành cho nữ. Và ở ngay ở giữa, ngay chỉ số 12, trung tâm của mặt đồng hồ sẽ là một viên kim cương tự nhiên 100% quý vị nha. Trinh có để ở đây sẵn, đó chính là một chiếc máy thử kim cương, và khi chúng ta chạm vào viên kim cương thật này thì sẽ phát ra những tiếng kêu như thế nào,
hãy cùng lắng nghe thưa quý vị. Đó, mình sẽ cùng quan sát ngay bây giờ nha quý vị. Đó chính là viên kim cương thật ở chỉ số thứ 12. Phần đèn liên tục sáng lên và tương tự như thế thì với chiếc mặt đồng hồ của nữ, Trinh cũng sẽ chạm vào viên kim cương thật ở giữa. Đó, và quý vị thấy rằng là kim cương thật thì nó sẽ phát tiếng kêu như thế này. Nhưng nếu như là những viên kim cương nhân tạo thì sao? Quý vị sẽ cùng quan sát và lắng nghe ngay bây giờ quý vị nha. Những viên kim cương thật của chúng ta thì sẽ phát tiếng kêu rất là rõ ràng như vậy. Và điều đó cho thấy rằng là từng sản phẩm ở đây, từng chiếc đồng hồ của thương hiệu Caritas với những viên kim cương thật sẽ làm nên giá trị của sản phẩm quý vị nha. Bên cạnh việc là mạ vàng cao cấp như vậy, thiết kế tinh tế nữa, thì những viên kim cương thật này sẽ càng làm tăng lên giá trị của sản phẩm luôn. Ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Gia đình của mình đang cần trang bị ngay một chiếc đồng hồ Caritas mạ vàng cao cấp và đính kim cương thật ở chỉ số 12. Cho nam hay nữ thì chúng ta cũng đã có ngay một cơ hội để có thể là trang bị cũng như là dành tặng món quà yêu thương này cho những thành viên ở bên trong gia đình của mình. Hay là ngay cả Minh Trí và Tú Trinh ngày hôm nay thì Minh Trí cũng đang đeo trong tay mình, đó chính là một chiếc đồng hồ mạ vàng Caritas quý vị và các bạn nha. Kiểu dáng thì rất là sang trọng và cho dù là ở mọi kích thước cổ tay như thế nào thì với đồng hồ Caritas chúng ta cũng sẽ ôm trọn ở bên trong như thế này, như một món trang sức giá trị đẳng cấp và thể hiện cho phái mạnh và cũng như là phái đẹp quý vị và các bạn nha. Với mặt đồng hồ bằng đá sami sapphire sáng bóng và chống chảy xước nữa, giúp chúng ta có thể là an tâm hơn và sở hữu kết hợp chung với lại nhiều bộ trang phục khác nhau. Và không những cho nam giới đâu mà chúng ta cũng sẽ có ngay một chiếc đồng hồ Caritas dành riêng cho nữ giới như thế này quý vị và các bạn nha. Khi trọn bộ chúng ta muốn sở hữu cả một cặp đôi đồng hồ thì mức giá chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi. Được để trong một chiếc hộp rất là nhỏ gọn và sang trọng để quý vị và các bạn sẽ trở thành một món quà tặng ý nghĩa. Và khi sở hữu đồng hồ Caritas trên kênh truyền hình VTV Hình Nam Shopping thì quý vị và các bạn sẽ được bảo hành một đổi một trong vòng một năm và đi kèm sẽ có phiếu bảo hành như thế này quý vị và các bạn nha. Và thưa quý vị, đây là việc bảo hành một đổi một chính hãng trong vòng một năm đâu quý vị, cứ an tâm khi sử dụng. Và với mức giá là 2.590.000 đồng, chúng tôi đã chia sẻ nhiều lần cả một cặp đồng hồ dành cho cả phái đẹp và phái mạnh đến từ thương hiệu Caritas. Hãy mang về ngay bây giờ để chúng ta có thể tự tin có một món quà ý nghĩa dành tặng đến cho những người mà chúng ta yêu thương trong nhiều dịp đặc biệt trong cuộc sống của mình suốt cả một năm dài và những năm về sau nữa quý vị nha. Tổng đài của chúng tôi rất quen thuộc đang hiển thị trên màn hình TV của nhà mình đã sẵn sàng rồi quý vị ơi. Thời gian mua sắm cũng không còn nhiều nữa đâu. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay, cơ hội hấp dẫn chỉ có trong khoảng thời gian còn lại mà thôi. VTV Hyundai Home Shopping thỏa sức lựa chọn, trao trọn niềm tin khi quý vị và các bạn chọn lựa được những chiếc đồng hồ cao cấp mạ vàng ở bên ngoài như thế này quý vị và các bạn nha. Đến từ thương hiệu Caritas, thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Không những là chúng ta sẽ có mạ vàng mà chúng ta sẽ có thêm một viên kim cương tự nhiên, một viên kim cương thật 100% ở chỉ số 12 giờ và xung quanh là những viên kim cương nhân tạo để làm tăng lên sự giá trị hơn, đẳng cấp hơn cho nam giới, cho phái mạnh và quyến rũ hơn dành cho nữ giới. Trên kênh truyền hình VTV Hyundai Shopping ngày hôm nay, nếu như mà chúng ta mua một cặp đồng hồ á thì mức giá chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi. Quý vị và các bạn sẽ có một bộ đôi, một món quà đôi ý nghĩa, đồng bộ về kiểu dáng, về chất liệu, về thương hiệu cũng như là về đẳng cấp và giá trị mà sản phẩm này đang mang lại. Và thưa quý vị, thương hiệu Caritas là một thương hiệu đồng hồ thời trang rất là nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được nhiều người tiêu dùng tại xứ sở kim chi tin dùng và lựa chọn trong suốt nhiều năm vừa qua, và ngay cả tại thị trường Việt Nam của chúng ta cũng như vậy quý vị nha. Cơ hội mua sắm hấp dẫn một lần nữa đang quay trở lại trong chương trình với thời gian tổng cộng là 45 phút, nhưng bây giờ cũng không còn nhiều nữa thưa quý vị, chỉ có trong chương trình này mà thôi, với mức giá là 2.590.000 đồng cho cả một cặp đồng hồ đôi đến từ thương hiệu Caritas, hoặc là chúng ta mua ngay một chiếc để làm quà tặng cho chính mình quý vị nha. Hãy gọi về ngay với tổng đài quen thuộc của chúng tôi để có thể sở hữu món quà ý nghĩa này. Với đồng hồ mạ vàng đính kim cương của thương hiệu Caritas, bảo hành một đổi một chính hãng trong vòng 1 năm, với đường kính là 3.4cm và độ dày là 0.9cm, 10 viên kim cương nhân tạo ở số giờ và 1 viên kim cương tự nhiên tại mốc 12 giờ, mạ vàng cao cấp, mặt kính sami sapphire trong vắt và chống chảy xước. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ còn có ngay những chiếc đồng hồ mạ vàng đính kim cương của thương hiệu Caritas với độ chính xác cao, cấu trúc chống nước 3 atmosphere tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày quý vị nha. Dày đều với thiết kế tinh tế và nhã nhặn với 2 đai lớn và 3 đai nhỏ, tôn lên vẻ thành công của nam giới và sự quý phái tinh tế của nữ giới với đồng hồ kim cương Caritas. Ngay bây giờ quý vị và các bạn đã gọi vào số tổng đài hiển thị trên màn hình TV gia đình của mình để thể hiện đẳng cấp thời trang cùng với đồng hồ mạ vàng đính kim cương của thương hiệu Caritas, với mức giá là một cái đồng hồ là 1.390.000 đồng và một cặp đồng hồ là 2.590.000 đồng mà thôi.
từ lâu vàng và kim cương luôn được người ta chọn lựa để chọn được những món trang sức giá trị và đẳng cấp. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ mạ vàng và đính kim cương thật ở chỉ số 12, đến từ thương hiệu Caritas, thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Không những là một chiếc đồng hồ đẳng cấp giá trị để giúp chúng ta có thể theo dõi được thời gian, theo dõi được ngày tháng hàng ngày, mà nó còn thể hiện được tôn vinh được giá trị của vị chủ nhân khi sở hữu được những chiếc đồng hồ này. Và đồng hồ này dành riêng cho nam giới cũng như dành riêng cho nữ giới, cả một cặp đôi đồng hồ khi quý vị chọn lựa trên kênh truyền hình VTV Na Xuất Biên, thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi 2.590.000 đồng, một cặp đôi đồng hồ, một món quà đôi ý nghĩa cho tất cả các thành viên ở bên trong chính gia đình của mình. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn tiết kiệm được khá nhiều về mặt chi phí nữa, bởi vì đây là chiếc đồng hồ vừa mạ vàng ở bên ngoài mà còn đính ngay một viên kim cương thật ở giữa nha quý vị. Vàng và kim cương bao giờ cũng là hai sự lựa chọn về những món trang sức sang trọng và giá trị, nay là còn kết hợp trong một chiếc đồng hồ với độ chính xác cao, nên quý vị chúng ta cứ an tâm khi sử dụng quý vị nha. Thật sự là nãy giờ thì với những chia sẻ của Tú Trinh và Minh Trí thì quý vị cũng thấy rằng là thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa đúng không ạ? Những chia sẻ rất là chân thành từ tất cả chúng tôi, và cả những cảm nhận những khách hàng đã từng sử dụng qua những chiếc đồng hồ đôi nè, những chiếc đồng hồ mạ vàng đính kim cương của thương hiệu Caritas là cảm thấy rất là hài lòng quý vị nha. Đã có nhiều khách hàng là mua hơn cả một bộ sản phẩm như vậy để mà làm quà tặng dành cho chính những người thân của mình. Quý vị hãy cùng nhìn xem nào, khi mà chúng ta mở cái chiếc hộp nhung sang trọng này ra, ở bên trong mình sẽ có một chiếc đồng hồ dành đến cho người ba thân yêu của mình nè, một chiếc đồng hồ còn lại dành đến cho người mẹ thân yêu của mình trong kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, hoặc là chúng ta mua về dành cho bản thân của mình, cho ông xã một chiếc, cho chính bản thân của mình một chiếc, hoặc là ngày sinh nhật của mình chẳng hạn đó Minh Trí à, tự thưởng cho mình sau một năm chúng ta làm việc nè, cũng như là chúng ta sẽ có động lực hơn để tiếp tục làm việc nhiều hơn và mang đến nhiều sản phẩm giá trị hơn nữa quý vị nha. Cả một cặp đồng hồ đôi đến từ thương hiệu Caritas, mức giá chỉ là 2.590.000 đồng thôi. Và có thể nói là trong suốt thời gian phát sóng vừa qua trên kênh truyền hình VTV Hà Nam Shopping thì đã rất nhiều quý vị khách hàng quen thuộc với thương hiệu Caritas rồi. Và cũng như là mẫu đồng hồ này luôn luôn được yêu thích, và hôm nay một lần nữa chúng ta quay trở lại trong thời gian 45 phút phát sóng, nhưng mà chúng ta chỉ còn vài phút nữa mà thôi quý vị và các bạn nha. Nên nắm bắt ngay, ngồi ở nhà mà không cần đi đâu xa, không cần phải lo lắng về chất lượng của sản phẩm và đến từ thương hiệu nào. Chúng tôi đang mang đến từ một thương hiệu Hàn Quốc là Caritas, cũng như chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một giá trị bên trong những món trang sức đắt tiền dành riêng cho nam giới cũng như dành riêng cho nữ giới. Ở bất kỳ độ tuổi và đối tượng nào, chúng ta đều có thể tự tin trang bị và sở hữu ngay một món trang sức như thế này. Không những là một chiếc đồng hồ, đây là một món trang sức có thể đi theo bạn trong suốt cả một khoảng thời gian khá dài. Chúng ta sẽ tự tin trong giao tiếp hàng ngày, trong công việc, kết hợp chung với lại nhiều bộ trang phục khác nhau nữa. Và nếu là nhiều nữ giới thì chúng ta có thể kết hợp chung với những trang phục nào chú Trinh ha? Ví dụ như là những chiếc đầm khi mình mặc đi tiệc đi Minh Trí à, hay là cả những bộ trang phục công sở nữa. Và đã có những cô dâu trong ngày cưới của mình cũng đã thể hiện ngay, đó chính là mang cả một cặp đồng hồ đôi luôn đó Minh Trí ơi, của thương hiệu Caritas, một chiếc dành cho chính bản thân của mình nè, và một chiếc dành đến cho người thương của mình, cho ông xã của mình nữa. Cho nó thấy là một người bạn của mình khi mà đến là mang món quà cưới dành đến cho cô bạn thân của mình thì cũng đã sở hữu ngay một bộ đồng hồ đôi Caritas như vậy. Và thật sự rằng là chúng ta sẽ cảm thấy rất là bất ngờ khi mà mình nhận thấy những món quà rất là dễ thương, cả về ý nghĩa của câu chuyện quà tặng cũng như là cả về giá trị thật của sản phẩm quý vị nha. Mạ vàng cao cấp ở bên ngoài, đính thêm một viên kim cương thật ở giữa nữa. À mà bên cạnh đó, đối với đấng mày râu như Minh Trí thì sao? Khi chúng ta đi ra bên ngoài đi, mình phải lựa chọn nhiều trang phục khác nhau thì đồng hồ cũng rất là quan trọng đúng không? Thật ra đồng hồ cũng rất quan trọng dành riêng cho nam giới, bởi vì khác với chị em phụ nữ thì nam giới không có nhiều cách chọn lựa trang sức khác nhau. Tuy nhiên chúng ta sẽ chọn lựa những chiếc đồng hồ có giá trị và cũng như là dễ dàng phối hợp chung với lại nhiều bộ trang phục. Nếu như mà mình đi chơi, đi picnic, đi du lịch, đi dã ngoại hay là mình đến cơ quan làm việc công sở, môi trường làm việc khá là quan trọng hơn, thì chúng ta cũng có thể tự tin sở hữu với kiểu dáng chiếc đồng hồ Caritas đang mang lại, với áo sơ mi quần jean hay là chúng ta với áo sơ mi quần tây, áo thun gì chẳng hạn, chúng ta đều có thể tự tin trang bị cho mình một chiếc đồng hồ Caritas quý vị và các bạn nha. Và thậm chí nói về chọn lựa quà tặng, cho dù là một mối quan hệ khá là trịnh trọng, sang trọng cũng như là một mối quan hệ thân thiết, thì người ta thường nghĩ đầu tiên đó là đồng hồ, bởi vì có thể ý nghĩa về quỹ thời gian, ý nghĩa về sự quan tâm yêu thương, cũng như là khi mà chọn về những cái mẫu quà tặng đôi thì chúng ta cũng hay nghĩ đến đồng hồ. Bởi vì đồng hồ dành riêng cho nam giới và nữ giới mà đồng bộ về kích thước, đồng bộ về kiểu dáng, về thương hiệu, về chất lượng của mẫu sản phẩm thì không có nhiều sự chọn lựa. Nhưng mà đối với thương hiệu Caritas thì quý vị các bạn có thể an tâm là phù hợp cho rất là nhiều đối tượng và độ tuổi khác nhau quý vị nha. Và khi mà chúng ta nhận được những món quà như vậy thì quý vị thường sẽ cảm nhận như thế nào? Nhưng mà Trinh nghĩ rằng là khi mà chúng ta bất ngờ mang món quà là một bộ đôi đồng hồ Caritas với một chiếc dành đến cho ba của mình nè, một chiếc dành cho mẹ của mình, thì thật sự là cả ba mẹ của mình sẽ cảm thấy rất là bất ngờ luôn đó Minh Trí à. Bởi vì là không nghĩ rằng là những người con của mình lại có sự quan tâm như vậy dành đến cho
mối quan hệ của cha mẹ, kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, hoặc là khi mà chúng ta mua về làm quà cưới những người bạn thân của mình đi, hoặc là những ngày sinh nhật như là Minh Trí cũng đã chia sẻ đó. Khi mà chúng ta có được một sản phẩm giá trị nha, mà còn đẹp mắt nữa, thì bản thân của mình cũng sẽ cảm thấy vui hơn và có nhiều động lực để chúng ta làm việc hơn. Câu chuyện được chia sẻ cũng khá là dài rồi, nhưng mà thời gian của chúng ta thì cũng không còn nhiều nữa quý vị nha. Nếu như mà quý vị chúng ta mua một chiếc đồng hồ dành cho mình nè, hoặc là làm quà tặng, thì chỉ có mức giá là 1.390.000 đồng mà thôi. Nhưng nếu như là cả một cặp đồng hồ như vậy và được đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp, có logo của thương hiệu Hàn Quốc Caritas nổi bật ở ngay bên ngoài, thì mức giá chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi. Và quý vị cũng không cần phải mất thời gian đi ra bên ngoài mua sắm luôn. Hãy cùng ở ngay tại nhà của mình, ngay tại văn phòng làm việc của mình và đồng hành cùng với VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Chúng tôi sẽ ghi nhận ngay đơn đặt hàng và giao về tận địa điểm mà quý vị mong muốn, để chúng tôi thay mặt quý vị có những món quà bất ngờ dành đến cho những người mà quý vị luôn quan tâm và yêu thương trong cuộc sống của mình quý vị nha. Thời gian không còn nhiều đâu ạ. Hãy nhanh chóng lên và đừng bỏ qua cơ hội sở hữu ngay một bộ đôi sản phẩm chất lượng đến từ thương hiệu Caritas. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Trong thời gian phát sóng hấp dẫn này, mang đến một món quà tặng giá trị ý nghĩa, một món trang sức giá trị được mạ vàng và được đính kim cương thật ở chỉ số 12. Đây là những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là thương hiệu Caritas, cho nam giới và nữ giới bên trong chính gia đình của mình, quý vị và các bạn nha. Cho dù ở mọi điều kiện thời tiết như thế nào, có thể là trời nắng hoặc là chúng ta đi trong điều kiện là thời tiết trời mưa chẳng hạn, thì với đồng hồ Caritas cũng chịu được áp lực nước lọc ba atmosphere, giúp chúng ta sử dụng lâu dài hơn. Và trong thời gian mua sắm thì quý vị và các bạn sẽ được bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm đầu tiên sử dụng. Như vậy là chúng ta sẽ an tâm về chế độ hậu mãi mà thương hiệu Caritas đang mang lại, kết hợp chung với lại VTV Hyundai Home Shopping nữa, một món quà tặng ý nghĩa dành tặng sự quan tâm yêu thương chỉ gói gọn trong những phút đặt hàng cuối cùng. Để đặt hàng thành công thì chỉ cần gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị chỉ cần gọi về ngay với tổng đài hoạt động 24/7 của chúng tôi, và mình chỉ cần nói rằng là quý vị muốn đặt bao nhiêu bộ sản phẩm này, một chiếc đồng hồ chính bản thân của chúng ta, hay là cả một cặp đồng hồ đôi của thương hiệu Caritas để mà làm quà tặng cho những người thân của mình, và ở địa điểm nào, thì quý vị hãy nói ngay bây giờ với những tổng đài viên của VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Ngay từ những lần đầu tiên xuất hiện trên VTV Hyundai Home Shopping, đây là bộ sản phẩm đã rất được ưa chuộng rồi quý vị à. Thời gian không còn nhiều, hãy nhanh chóng sở hữu ngay cùng VTV Hyundai Home Shopping. Đồng hồ mạ vàng đính kim cương của thương hiệu Caritas với đường kính 3.4cm và độ dày 0.9cm, 10 viên kim cương nhân tạo ở số giờ và 1 viên kim cương tự nhiên tại mốc 12 giờ. Mạ vàng cao cấp, mặt kính semi sapphire trong vát và chống xước, bảo hành 1 đổi 1 chính hãng trong vòng 1 năm. Và với mỗi chiếc đồng hồ mạ vàng đính kim cương của thương hiệu Caritas đều có độ chính xác cao, cấu trúc chống nước là 3 atmosphere, tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày, có dây đeo thiết kế tinh tế và nhã nhặn với 2 đai lớn và 3 đai nhỏ quý vị nha, tôn lên vẻ thành công cho nam giới và sự quý phái tinh tế của nữ giới nữa. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay sở hữu đồng hồ mạ vàng đính kim cương cao cấp của thương hiệu Caritas trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping để thể hiện đẳng cấp thời trang cho chính bản thân mình. Với mỗi chiếc đồng hồ là 1.390.000 đồng, nhưng mà mua một cặp đồng hồ cho nam và nữ thì mức giá chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn có một vài phút nữa mà thôi là chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình mua sắm hấp dẫn trong 45 phút cùng với thương hiệu đồng hồ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc Caritas. Đối với những chị em phụ nữ của chúng ta thì những chiếc đồng hồ không chỉ dừng lại là vật dụng để mà theo dõi thời gian đâu ạ, mà còn đóng vai trò là cả một món trang sức nữa, giúp cho mình có thể là diện được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Khi quý vị chúng ta đi học nè, khi quý vị chúng ta đi đến công sở, đi gặp gỡ khách hàng, đi dự tiệc vào những ngày cuối năm, hoặc là trong nhiều dịp của cuộc sống nữa, và có thể tự tin sở hữu ngay và diện ngay phần cổ tay của mình. Cũng tương tự như thế là cả những đấng mày râu của chúng ta Minh Trí à, nam tính hơn, sang trọng hơn và đồng thời vẫn đảm bảo được giá trị cả về thời gian sử dụng nữa. Quý vị và các bạn sẽ có một mức giá cực kỳ ưu đãi cho mỗi chiếc đồng hồ nam hoặc là nữ là 1.390.000 đồng, nhưng mà mình mua cả một cặp đồng hồ thì chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi. Nam giới hay nữ giới, cho dù là ở bất kỳ độ tuổi và đối tượng nào, cũng có thể sở hữu ngay một chiếc đồng hồ mạ vàng đính kim cương cao cấp ở chỉ số 12 giờ của thương hiệu nổi tiếng từ Hàn Quốc, đó là thương hiệu Caritas. Ở bên ngoài một chiếc hộp nhung sang trọng mà mình đang muốn giao về bất kỳ địa chỉ nào, quý vị và các bạn chỉ cần gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, được tổng đài viên tư vấn kỹ hơn, hoặc là quý vị có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Chúng ta có thể mua sắm qua phần mềm ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng của mình, cho dù là bất kỳ địa chỉ nào, 63 tỉnh thành khác nhau, VTV Hyundai Home Shopping đều có thể giao hàng tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Một món quà tặng ý nghĩa, một món quà tặng đôi dành tặng sự quan tâm yêu thương, tình yêu đôi lứa cho vợ chồng, cho bố mẹ của mình, thì hãy nhanh tay nắm bắt trong những phút còn lại quý vị nha.
quý vị, và một lần nữa thì trong những phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi nhìn lại trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay quý vị nha. Một bộ đôi sản phẩm bao gồm một chiếc đồng hồ dành cho phái mạnh và cả một chiếc đồng hồ dành đến cho phái đẹp, đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc, thương hiệu Caritas, với thiết kế tinh tế ngay từ phần dây đeo bên ngoài, có hai những lớp đai được thiết kế cùng với nhau, đai lớn và cả đai nhỏ nha quý vị. Còn được mạ vàng cao cấp nữa, chúng ta di chuyển cổ tay của mình, chúng ta xoay chuyển thì luôn luôn sáng bóng ở mọi góc nhìn, mà với việc mạ vàng cao cấp còn có độ bền theo thời gian sử dụng của chúng ta nữa chứ. Còn ở mặt đồng hồ thì sao? Quý vị thấy là với bề mặt bằng kính semi sapphire cao cấp chống trầy xước nè, ở bên trong có 11 viên kim cương với 10 viên kim cương nhân tạo, và ở ngay số 12 ở giữa, ngay bề mặt trung tâm của đồng hồ có ngay một viên kim cương thật 100% tự nhiên nữa, rất là giá trị quý vị nha. Thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều nữa quý vị ơi. Khi mà chúng ta nhanh chóng sở hữu ngay cả một cặp đồng hồ của thương hiệu Caritas thì mức giá chỉ là 2.590.000 đồng. Còn nếu như chúng ta tự mua làm quà tặng cho chính mình thì một chiếc đồng hồ dành cho nam hay một chiếc đồng hồ dành cho nữ trong khoảng thời gian ngắn còn lại chỉ là 1.390.000 đồng mà thôi. Bảo hành chính hãng, một đổi một trong vòng 1 năm, để quý vị chúng ta an tâm sử dụng mỗi ngày. Một món trang sức không thể thiếu, một sản phẩm dùng để theo dõi thời gian mỗi ngày quý vị nha, dành cho cả phái đẹp nè cũng như là cả phái mạnh của chúng ta nữa. Và trước khi Minh Trí và Tú Trinh nói lời chào tạm biệt thì một lần nữa quý vị và các bạn hãy nhìn lại sản phẩm chính ngày hôm nay của chúng tôi đang mang lại trên kênh truyền hình VTV Now Shopping, đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là thương hiệu Caritas. Đây là một chiếc đồng hồ mạ vàng ở bên ngoài với mặt đá là sami sapphire quý vị và các bạn nha, cho nam giới và cho nữ giới bên trong chính gia đình của mình, cũng như là chúng ta sẽ có độ chính xác cao và cũng như áp lực nước đó là 3 atmosphere, cho dù mọi điều kiện thời tiết khác nhau quý vị và các bạn cũng có thể là an tâm sở hữu được với sản phẩm này quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta di chuyển dưới trời mưa nè, khi mà chúng ta làm việc mỗi ngày, hoặc những khi mà chúng ta đang đi bơi, đi tắm biển nữa, vẫn có thể là sử dụng ngay và lưu giữ trên tay của mình, đó chính là chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Caritas luôn. Khi mà quý vị chúng ta nhận về ngay tại nhà của mình thì sẽ được đựng trong một chiếc hộp nhung rất là sang trọng như vậy nữa, dành tặng đến cho những người mà chúng ta yêu thương, như là thầy cô giáo của mình nào quý vị, sinh nhật của chính bản thân mình, kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, của ông bà, hay là cả những người đồng nghiệp của mình nữa quý vị nha. Một món quà cưới dành đến cho những người bạn của chúng ta vừa mới lập gia đình, và có thể nói rằng là rất nhiều dịp trong cuộc sống chúng ta đều có thể nghĩ ngay về những chiếc đồng hồ như là những món quà để mà làm quà tặng thưa quý vị. Ở đây là sự kết hợp giữa vàng kim cương cùng với độ chính xác cao, mang đến sự sang trọng cho mỗi chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Caritas đến từ Hàn Quốc quý vị nha. Và đây là cơ hội để mà những tình yêu đôi lứa, một món quà cưới ý nghĩa, hay là chúng ta dành tặng cho bản thân trong những ngày kỷ niệm, những ngày sinh nhật, thì quý vị và các bạn cũng có thể tự tin gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình để được các bạn tổng đài viên tư vấn cho mình đang cần một chiếc đồng hồ cho ở độ tuổi nào, ở giới tính như thế nào, nam giới hay là cả nữ giới. Chúng tôi đều có hai mẫu thiết kế để quý vị và các bạn dễ dàng chọn lựa, và bất kỳ mẫu thiết kế nào thì chúng ta cũng có ngay đó là ở mạ vàng ở bên ngoài quý vị và các bạn nha, cũng như là chúng ta sẽ có chỉ số 12 giờ, đó là một viên kim cương tự nhiên, 100% là kim cương tự nhiên, tôn lên sự giá trị sản cũng như là cho sản phẩm của chúng ta đang mang lại, với mức giá là 1.390.000 đồng dành riêng cho mỗi chiếc đồng hồ. Và nếu như quý vị và các bạn mua cả một cặp đồng hồ thì là 2.590.000 đồng mà thôi. Bất kỳ sự chọn lựa nào quý vị và các bạn đều được bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Hàn Shopping. Hãy nhanh chóng nắm bắt trong những phút cuối cùng quý vị nhé. Đúng rồi thưa quý vị, và bây giờ thì mình chỉ còn là tính bằng từng giây còn lại nữa mà thôi, nhưng rồi. Mà quý vị ơi, vẫn là đủ đấy khi mà chúng ta hãy nhanh chóng gọi về ngay bây giờ với tổng đài quen thuộc đang hiển thị ở ngay trên màn hình TV của nhà mình quý vị nha. Quý vị muốn là mình sở hữu một chiếc đồng hồ hay là cả một cặp đồng hồ như vậy, và quý vị muốn dành về tặng cho ai, ở những địa điểm nào, 63 tỉnh thành trên cả nước, đừng ngại ngần, hãy chia sẻ ngay với những tổng đài viên đang ngồi tổng đài 24/7 của VTV Hyundai Home Shopping để chúng tôi có cơ hội được tư vấn cụ thể hơn, giao trọn bộ sản phẩm về tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Thời gian còn lại không còn nhiều quý vị nha. Còn bây giờ thì thời lượng cũng đã kết thúc rồi. Tú Trinh và Minh Trí xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị luôn tự tin mỗi ngày với đồng hồ Caritas. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Với mỗi chiếc đồng hồ mạ vàng đính kim cương của thương hiệu Caritas đều có độ chính xác cao, cấu trúc chống nước là 3 atmosphere, tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày, có dây đeo thiết kế tinh tế và nhã nhặn với 2 đai lớn và 3 đai nhỏ quý vị nha, tôn lên vẻ thành công cho nam giới và sự quý phái tinh tế của nữ giới nữa. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay sở hữu đồng hồ mạ vàng đính kim cương cao cấp của thương hiệu Caritas trên kênh truyền hình VTV Hyundai Hàn Quốc để thể hiện đẳng cấp thời trang cho chính bản thân mình. Với mỗi chiếc đồng hồ là 1.390.000 đồng, nhưng mà mua một cặp đồng hồ cho nam và nữ thì mức giá chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi.